Cái cách mà người nhân viên ấy bán hàng cho anh ấy và thu 10 triệu đấy đã tạo ra một cái trải nghiệm rất là tệ. Tệ đến mức mà anh ấy cảm thấy bị lừa dối và anh chia sẻ trên mạng xã hội. Và cuối cùng nó được đánh đổi bằng hàng nghìn khách hàng, hàng chục nghìn khách hàng. Xin kính chào quý khán giả đã đến với chương trình C-Talk. Và trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một vấn đề mà anh nghĩ rằng không phải là ai cũng có thể hiểu được. Ví dụ như là lợi nhuận xấu là gì? Vậy thì quý vị hãy cùng theo dõi với anh Nguyệt ngay sau đây cùng với khách mời của chương trình, đó chính là anh Nguyễn Dương, chuyên gia quản trị trải nghiệm khách hàng. Xin chào anh ạ. Chào khi mà trên thị trường hiện nay có rất nhiều là nhiều người nói về lợi nhuận xấu, nhưng bản thân của anh Nguyệt không biết lợi nhuận xấu là gì. Đã là lợi nhuận thì làm gì có chuyện mà lợi nhuận xấu ở đây? Lợi nhuận xấu là một cái cụm từ được diễn đạt nó theo cách là lợi nhuận được đánh đổi bằng trải nghiệm khách hàng, lợi nhuận được đánh đổi bằng niềm tin và mối quan hệ với khách hàng thì là lợi nhuận xấu. Mọi người có thể nghe thấy lợi nhuận xấu thì nghe lạ đúng không? Vì là lợi nhuận là tiền, tiền thì sao mà xấu được đúng không? Đúng, tôi đi làm, tôi có tiền nhận từ khách hàng thì đó là lợi nhuận của tôi, tại sao lại gọi là xấu? Có một cái ví dụ này để mọi người hiểu rõ hơn. Có một anh bạn thì anh ấy mua bảo hiểm. Sau khi mua thì anh ấy có xảy ra vấn đề là con anh ốm. Thì anh mới đi claim với công ty bảo hiểm là để lấy tiền. Thì anh mới vỡ lẽ ra là cái điều kiện mà cái người nhân viên bán hàng nói với anh ấy là có, thực ra là cuối cùng là không có. Người nhân viên bán hàng cố tình nói cái việc đấy có hoặc là giấu cái điều kiện đấy đi để cho anh ấy ký hợp đồng và mua cái hợp đồng bảo hiểm đấy là 10 triệu. Sau đấy anh ấy thấy là cô bán hàng đã nói những cái mà nó cam kết những thứ mà không có. Đấy là rất nhiều công ty cũng làm theo cách như vậy. Thì anh ấy bực mình, anh ấy post lên mạng là anh bảo công ty này lừa đảo. Đúng không? Sau đấy có hàng nghìn lượt chia sẻ và có hàng trăm nghìn lượt người đọc cái post đấy. Vậy thì bạn cứ thấy là 100.000 người đọc cái post mà mắng công ty bảo hiểm đấy. Ví dụ như có khoảng 10% khách hàng ở đấy cần cái nhu cầu bảo hiểm thì công ty bảo hiểm này đã mất cái khoảng chục nghìn khách hàng tiềm năng rồi, đúng không? Vậy thì cái cách mà người nhân viên ấy bán hàng cho anh ấy và thu 10 triệu đấy đã tạo ra một cái trải nghiệm rất là tệ. Tệ đến mức mà anh ấy cảm thấy bị lừa dối và anh chia sẻ trên mạng xã hội. Và cuối cùng nó được đánh đổi bằng hàng nghìn khách hàng, hàng chục nghìn khách hàng sẽ biết đến công ty đấy với một cái tai tiếng rất là dở. Và nếu tôi có nhu cầu mua bảo hiểm tôi không đến đấy nữa. Bởi vì tại sao tôi phải đến một công ty mà có tiếng xấu như vậy, trong khi có rất nhiều những công ty bán bảo hiểm khác chứ không phải một công ty duy nhất, đúng không? Vậy là 10 triệu bán hàng của cái hợp đồng cho anh này đã được đánh đổi bằng rất nhiều niềm tin và mối quan hệ với rất nhiều khách hàng. Và 10 triệu đấy chính là lợi nhuận xấu. Tại sao lại xấu? Bởi vì nó đã được đánh đổi bằng niềm tin và mối quan hệ với khách hàng của chính anh khách hàng đấy và hàng nghìn khách hàng khác. Nhưng đôi khi cái người bán bảo hiểm đó xem cái phần đánh đổi đó là một trong những cái chiêu thức để kinh doanh. Thì chiêu thức đấy là tạo ra lợi nhuận xấu và nó được đánh đổi bằng niềm tin và mối quan hệ với khách vậy hàng. Vậy thì anh bán bảo hiểm nó sẽ phải xử lý như thế nào với những cái vấn đề như vậy? Thì anh ấy phải trung thực để người ta có thể xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng. Nhưng mà hiện nay trên thị trường mọi người vẫn đang sử dụng những cái chiêu thức để đưa ra những cái tình huống như vậy. Ví dụ như trong một cái câu chữ của bản hợp đồng, tiếng Việt của mình thì có thể rất là dễ lắm. Vậy thì làm sao mà chúng ta có thể xử lý được những cái vấn đề lợi nhuận xấu đó cho hiện nay ạ? Mình không cần xử lý khách hàng, họ không trung thành nữa, họ tẩy chay thì cuối cùng họ không mua nữa, thì đấy là một cái hình phạt lớn cho doanh nghiệp rồi. Chẳng ai phải xử lý cả. Nói dối với người khác thì người ta mất niềm tin thôi. Trong một cái ví dụ như vậy mà em thấy có rất nhiều công ty bán hàng theo cách là họ cứ quảng cáo thật nhiều, thật hay, tô vẽ thật đẹp, cam kết những điều mà thực sự mình không làm được. Sau đấy khách hàng mua, tức là mục đích của họ là bán hàng đúng không? Bằng cách tô vẽ rất là đẹp, bằng cách cam kết rất là nhiều, bằng cách quảng cáo xa hơn sự thật. Và khách hàng mua về rồi thì những cái kỳ vọng của họ khi mà họ nghe quảng cáo ấy, với lại sự thật về sản phẩm, dịch vụ của họ, họ trải nghiệm thật thì họ thấy một khoảng cách rất là xa. Nên họ thất vọng, họ cảm thấy bị lừa dối và họ không trung thành nữa, thậm chí họ đi nói xấu với mạng xã hội. Thì những cái khoản thu bán hàng đấy nó chính là lợi nhuận xấu. Còn công ty mà ham lợi nhuận xấu thì nó xói mòn sức cạnh tranh, nó kiệt quệ sức cạnh tranh của một doanh nghiệp. Bởi vì sức cạnh tranh của một doanh nghiệp thì thể hiện bằng sự lựa chọn của khách hàng. Vậy thì đó là đối với doanh nghiệp thôi. Vậy thì đối với ví dụ như là bà bán xô ngoài đường đi, thì bà ấy có một cái lợi nhuận xấu hay không? Lợi nhuận xấu là do cách mình bán hàng ấy mà. Tức là những khoản thu mà mình cố gắng nói tốt, nói đẹp, nói sai sự thật để mà bán được hàng. Đây là sản phẩm của tôi và đây là giá của tôi, đúng không? Mình hạ giá để mình bán. Khách hàng biết rõ là chất lượng sản phẩm này là gì,
giá là bao nhiêu, họ mua và họ thấy sản phẩm không tốt lắm, vẫn không sao cả. Nhưng mà em không hề có một cái mong muốn có một khoản thu nào đấy mà được đánh đổi bằng trải nghiệm khách hàng, bằng niềm tin và mối quan hệ với khách hàng cả. Bởi vì cái việc mà khách hàng biết rõ chất lượng và biết rõ mức giá trước khi họ quyết định mua, em nói rõ, minh bạch với họ, thì đấy là cái trải nghiệm đấy có thể là không tốt, nhưng nó không phải lợi nhuận xấu. Lợi nhuận xấu nó thiên về cái việc là em nói những điều em không có cơ, để em cố gắng bán được hàng cơ. Nhưng mà khi họ mua về thì không phải như vậy. Ví dụ như là anh mua ba cái áo phông ở trên mạng ấy, trông thì họ chụp ảnh rất là đẹp, chất thì rất là mịn, có tông mà, họ quảng cáo có tông 100% này, rồi là chất liệu thế này thế kia này, xong họ bán thì anh lấy ba cái áo về, anh mặc cái đầu tiên anh bảo là nó quá lởm, nó quá tệ, thế sau anh bảo là cho anh đổi lại thì họ bảo là chính sách của bên em không có thế, mà cái hình ảnh quảng cáo ở trên mạng nó hoàn toàn khác với cái áo thật, thế thì đấy mới là lợi nhuận xấu. Còn nếu như mà họ show trên mạng đây cái áo của em đúng chất lượng này và anh nhận được đúng cái áo đấy và anh mua giá rẻ hay đắt thì cái chuyện đấy là do anh đã quyết định lựa chọn cái đấy minh bạch chất lượng và giá, thì nó không phải lợi nhuận xấu, nó không phải lợi nhuận xấu. Thế đừng nghĩ là tất cả cái trải nghiệm tệ đều là lợi nhuận xấu nhé. Mình cam kết ra một thứ nhưng mình biết là mình không offer cho họ, mình nói dối sản phẩm mình có cái này mà không có cái kia, mà không có cái khách hàng muốn nhưng mà mình nói là có, thì đấy mới là lợi nhuận xấu. Cái đấy nó mới làm suy yếu cái niềm tin của khách hàng đấy chứ. Vậy thì có cái cách nào mà hiện nay để có thể hạn chế được cái việc lợi nhuận xấu đó không ạ? Cái này thì liên quan đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tức là mình phải tạo ra một cái văn hóa mà đặt lợi ích và cảm xúc của khách hàng vào trung tâm mỗi việc mình làm, khiến cho tất cả nhân viên họ đều ngấm cái tinh thần đấy. Thì cái này nó là một quá trình rất là dài, từ việc bạn xác định ra một cái sứ mệnh là tôi sẽ phải làm cái này, cho tất cả nhân viên biết là trong công việc của mỗi người thì cái sứ mệnh đấy được hành động như thế nào, sau rồi dạy họ làm cái việc đấy, noi gương cho họ làm cái việc đấy, có những chính sách để khuyến khích cho họ làm cái việc đấy. Ví dụ có một công ty họ tạo ra một nhân viên, họ tạo ra trải nghiệm tốt cho khách hàng thì họ được khen thưởng, được ghi nhận, họ được share câu chuyện, nên là giống như một người hùng trên mạng nội bộ của công ty. Thì đây này, đây bạn này, bạn ấy rất tốt với khách hàng này, bạn ấy làm ra những cái sản phẩm hay là cái hành động của bạn ấy đã làm cho khách hàng ngạc nhiên vui sướng này. Thế là nếu mà mình cổ vũ động viên như thế thì những người khác người ta cũng sẽ làm theo, nhân viên khác làm theo, đúng không? Thì cái chính sách như vậy là chính sách nuôi dưỡng cái tinh thần mà phục vụ khách hàng. Cái này nó xuất phát từ việc là chủ doanh nghiệp người ta có muốn làm hay không, sau đấy thì cách thức làm là như vậy. Nó là một quá trình xây dựng hệ thống rất là lâu. Nhờ anh Nguyễn Dương mà ngày hôm nay bản thân của em cũng đã có thể hiểu như thế nào là lợi nhuận xấu. Có lẽ là không chỉ anh Nguyễn đâu mà hầu hết là tất cả khán giả chúng ta cũng sẽ hiểu nhiều hơn về cái cách hành xử của doanh nghiệp làm thế nào để chúng ta có được một cái lợi nhuận thật là tốt cho khách hàng, để từ đó khách hàng có một cái trải nghiệm thật là xuất sắc. Và ngày hôm nay thì anh Nguyễn cảm ơn anh Nguyễn Dương rất là nhiều, đã có những cái chia sẻ rất là hữu ích dành cho anh Nguyễn cũng như là khán giả.